với rất nhiều bà con đang hỏi và có rất chi là suy nghĩ nên đầu tư con rúi thì là chi phí hết bao nhiêu, thì hôm nay tôi cũng chia sẻ cho bà con để chi phí con rúi nó hết bao nhiêu, chuồng trại bao nhiêu và đầu tư vốn bao nhiêu. Trước khi bắt tay vào chăn nuôi bất kỳ một loài vật nuôi nào đó thì tất cả chúng ta cần phải tìm hiểu thật kỹ về kỹ thuật chăn nuôi cũng như giá trị, giá bán của loài vật nuôi đó để chuẩn bị vốn cho việc đầu tư. Với con rúi má đào Thái Lan thì cần bao nhiêu vốn mới chăn nuôi được là điều mà nhiều bà con đang băn khoăn, bởi con rúi má đào Thái Lan cho giá trị kinh tế cao nên nhiều người nghĩ rằng số vốn để đầu tư sẽ rất cao. Vậy thực tế số vốn cần để nuôi dòng rúi này là bao nhiêu? Chú Nguyễn Thanh Bình, người đang công tác tại Hợp tác xã chăn nuôi và nhân giống bảo tồn động vật ở xóm Bình Long, xã Vũ Chanh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên sẽ chia sẻ chi tiết cho bà con cùng biết. Quý bà con nào muốn tham quan trực tiếp mô hình hay giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, hãy liên hệ qua số điện thoại đang hiển thị trên góc phải màn hình. Bên cạnh chăn nuôi con rúi má đào Thái Lan, hợp tác xã của chú Bình còn chăn nuôi và cung cấp con giống các loài động vật hoang dã khác như con chồn mốc, con rúi mốc đại Trung Quốc và con giòn. Khi cung cấp con giống ra, hợp tác xã đều bảo hành về sức khỏe con giống lên tới 10 ngày, bảo hành sinh sản trong 2 năm đầu tiên và ký hợp đồng bao tiêu đầu ra lên đến 10 năm. Xin chào quý bà con, tôi là Vũ Thanh Bình, công tác tại Hợp tác xã Nhân giống và Bảo tồn Động vật Thái Nguyên. Hôm nay tôi giới thiệu bà con cách đầu tư về con rúi má đào. Đây là của chúng tôi là toàn bộ là má đào Thái Lan. Thì cái khởi nghiệp và cái cần bao nhiêu tiền vốn thì tôi cũng chia sẻ với bà con. Rúi má đào Thái Lan là dòng rúi có nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với các dòng rúi khác. Cụ thể là cơ thể của rúi má đào Thái Lan to lớn, trọng lượng khi xuất bán nặng từ 4 đến 6 kg trên con. Giống rúi này đẻ sai con, mỗi lứa từ 4 đến 6 con. Chúng có sức chống chịu tốt với thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt giá bán thương phẩm rất cao, dao động từ 800.000 đến 1 triệu trên 1 kg, nên chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao. Chú Bình cho biết, bà con mới chăn nuôi nên chọn loại rúi giống từ 4 đến 5 tháng tuổi trở lên để đảm bảo ít bị hao hụt. Chúng đã cứng cáp, khỏe mạnh, có sức đề kháng tốt. Với rúi ở độ tuổi này sẽ có giá bán từ 4 đến 5 triệu trên một cặp. Khởi nghiệp chăn nuôi 10 cặp thì cần đến 40-50 triệu tiền mua rúi giống. Bà con muốn nuôi tốt con rúi má đào thì nên chọn những con giống nó tương đối là phát triển và nó con giống được khỏe mạnh, trọng lượng được tốt, tháng tuổi được đầy đủ thì nuôi sẽ không bị hao hụt và nó phát triển tốt, nhanh. Những người khởi nghiệp ấy thì nên nuôi những cái loại có tháng tuổi từ 4 đến 5 tháng trở lên thì nó sẽ được bảo đảm về sức khỏe. 4-5 tháng tuổi thì nó đã được trọng lượng thì nó đã được khoảng 1 cân trên 1 cân rồi. Tôi sẽ cầm điển hình lên một con để cho bà con xem thì nó trọng lượng nó như nào thì nó sẽ đảm bảo đây là con rúi nó đã được đạt trọng lượng được 1 cân đấy, cứ nội lại trở lên thì nó mới nuôi bảo đảm. Và cái chi phí cho gọi là con giống này thì nó sẽ rơi vào khoảng 4-5 triệu một cặp. Mà chúng ta khởi nghiệp nếu mà nuôi 10 con giống thì nó hết khoảng 4-50 triệu tiền giống. Nuôi rúi má đào Thái Lan không tốn quá nhiều diện tích, chi phí làm chuồng thấp, chỉ cần dùng các viên gạch hoa loại thải có kích thước 60 x 60cm ghép lại thành các ô vuông hoặc ô hình chữ nhật là nuôi được rúi. Chú Bình cho biết với diện tích 20m² là đã đủ để nuôi 10 cặp rúi rồi. Vậy chi phí làm chuồng nuôi rúi là bao nhiêu? Mời bà con cùng lắng nghe chú Bình chia sẻ sau đây. Với 10 cặp rúi giống má đào này, với cái chuồng trại của mình dự tính được xây ấy, thì chúng tôi cũng khuyên bà con nên làm rộng rãi ra một chút để khi chúng ta còn con rúi nó sinh sản và nhân đàn thì có những cái chỗ để cho chúng ta còn chia còn tách đàn. Với cái diện tích ấy, 20m² thì chúng tôi sẽ xây dựng được khoảng tối thiểu có được 20 chuồng rồi. Đấy là cái gọi là cái tối thiểu. Còn nếu chúng ta tận dụng được hơn thì nó sẽ được rất chi là rộng hơn. Với chi phí cho 10 đôi rúi má đào thì nếu các bạn bắt loại nhỏ và bé thì chúng ta cũng chỉ chi phí hết độ khoảng 50-60 triệu. Và những người nào có cái điều kiện kinh tế nó tốt hơn mà nuôi loại hậu bị và bố mẹ thì chi phí cả con giống lẫn chuồng trại thì theo tôi, quan điểm của tôi và suy nghĩ của tôi thì sự đầu tư cũng không quá 100 triệu để cho bà con lập nghiệp và chăn nuôi cái con rúi má đào này. Trên đây,
Quý bà con đã biết chi phí cần có để mua dúi giống má đào Thái Lan và làm chuồng trại tùy theo điều kiện của từng bà con và tận dụng được những khu chuồng bỏ không để chăn nuôi hay không mà chi phí sẽ cao hay thấp, nhưng nhìn chung tổng chi phí sẽ dao động từ 50 đến 100 triệu đồng khi đầu tư chăn nuôi 10 cặp dúi. Còn về chi phí thức ăn nuôi dúi thì không đáng kể là bao nhiêu, bởi chúng ta tận dụng trong tự nhiên hoặc tự trồng được. Chúng ăn chủ yếu là ngô, chè, mía, cỏ voi, khoai sắn. Chú Bình chia sẻ, nếu như phải đi mua thức ăn cho dúi thì chi phí cho một con dúi không quá 500 đồng trên ngày. Về vấn đề thức ăn của con dúi thì với cái điều kiện mà ở nhà lông, điều kiện mà thức ăn nó sẵn có ấy, thì tôi thấy thì cái chi phí thức ăn ấy, gần như là bằng không. Tại vì nhà mình có, ví dụ đã có sẵn tre mía cỏ voi ngô khoai sẵn, thì đó là những thức ăn của nó. Thì chúng ta gần như là không phải bỏ một nghìn nào ra mua thức ăn cả. Còn lại với những cái chỗ mà điều kiện không cho phép để có đầy đủ thức ăn ấy, chúng ta phải đi mua gần như là đến 70-80% chẳng hạn. Thì con dúi mã đào này nó cũng chi phí cho một con dúi một ngày nó cũng không quá 500 đồng. Đó là tôi tính là cả con bé lẫn con bố mẹ, gọi là những con trưởng thành. Chú Bình chia sẻ, chọn giống phù hợp với thời tiết từng mùa và từng vùng miền là một việc rất quan trọng khi mới đầu tư chăn nuôi. Cụ thể là ở miền Nam thì vào mùa nắng vào giống nào cũng được, còn mùa mưa thì nên vào giống to một chút. Còn đối với khí hậu miền Bắc nước ta có hai mùa nóng và lạnh rõ rệt nên bà con cần lựa chọn theo chia sẻ của chú Bình sau đây. Sau đây thì tôi cũng xin được chia sẻ về cách bắt con giống làm sao cho nó hợp lý và làm sao cho nó được con giống nó được chuẩn theo từng mùa, từng giai đoạn và to nhỏ nó làm sao. Cái mùa bắt con giống thì tôi cũng chia sẻ như này. Nếu là mùa hè nóng nóng và mùa đông giá lạnh thì chúng ta nên bắt những con nó thật sự là trưởng thành hơn, và nhất là cái hàng hậu bị thì nó sẽ bảo đảm cho cái con giống được phát triển và đảm bảo cho cái sự nó không có sự hao hụt. Còn lại mùa xuân, mùa thu khí trời nó mát mẻ thì chúng ta có thể là bắt được những con bé hơn một chút, thì cái thời tiết đó nó sẽ gọi là đảm bảo cho con giống. Với con dúi mã đào này và những cái con vật khác ấy, một cái nguyên lý của nó cũng như cái mình nuôi trẻ nhỏ ấy, thì với khi mình nuôi cái con nó to thì cái sự lớn mạnh và cái sự khỏe mạnh đảm bảo thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà chúng ta mà nuôi cái con bé quá thì chúng ta cái khâu chăm sóc và phòng chữa bệnh cho nó thì nó sẽ khó khăn hơn. Ví dụ đây tôi lấy cho bà con xem một con dúi là vừa đẹp nhất. Đây là con dúi là được 5 tháng tuổi. Đó, trọng lượng của con này nó đã là 1 cân và nhỉnh 1 cân hơn. Với cái con này thì là tuyệt vời nhất để vào giống. Tại vì làm sao tôi nói tuyệt vời? Thứ nhất là với trọng lượng và tháng tuổi như này thì bà con sẽ đảm bảo về nuôi nhốt không bị hao hụt và được nó phát triển tốt. Và cái thứ hai nữa là với cái con này nó không phải là con nặng to quá để bà con phải tính toán cái chuyện tài chính. Nó giá cả nó sẽ hợp lý hơn để cho bà con được số lượng đàn nó được nhiều hơn. Đấy, với con dúi này, đây con dúi, đó, trọng lượng này là trọng lượng tuyệt vời nhất để bà con vào đàn, vào giống. Còn lại còn phụ thuộc, theo cái tài chính của bà con. Nhưng với cái giống này thì nó là hợp lý nhất. Lưu ý cuối cùng của chú Bình trong video này là về cách làm chuồng trại phù hợp cho con dúi. Chú Bình cho biết, điều kiện nhiệt độ và độ ẩm trong chuồng trại là cực kỳ quan trọng. Để điều chỉnh nhiệt độ dễ dàng thì chuồng trại nên làm khép kín, có trần cách nhiệt, để đảm bảo mùa hè không bị khí nóng tràn vào và mùa đông không bị khí lạnh lùa vào. Còn để các ô chuồng luôn khô ráo, không bị nồm ẩm thì cần làm ô chuồng cao hơn mặt nền từ 10cm trở lên. Tiếp tục chia sẻ với bà con về cách làm chuồng trại. Thì cũng theo kinh nghiệm và theo sự gọi là trải qua của chúng tôi rất nhiều rồi. Khi chúng ta bắt đầu khởi nghiệp làm chuồng trại thì tôi cũng nên khuyên bà con nên làm thì làm cho nó cẩn thận ngay từ ban đầu. Tại vì làm sao? Với cái con dúi này thì cái khâu thời tiết, nhiệt độ, độ ẩm thì cực kỳ là quan trọng với con dúi. Thì thế tôi mới nói là khi làm chuồng trại thì chúng ta phải làm sao cho mùa đông nó ấm và mùa hè nó mát. Ví dụ mùa hè thì chúng ta phải có ngoài mái ra, mái tôn, mái phờ rô kia các thứ thì chúng ta cũng phải làm trần. Và mùa đông nó lạnh thì chúng ta phải xây
nó gọi là cái chuồng trại là khép kín và chúng ta có cửa mở để mùa hè nó thoáng mát. Với cái chuồng ấy, với cái chuồng xây thì tôi cũng nên khuyên bà con là chúng ta làm sao cái đáy chuồng nó cách được cái mặt đất ra tối thiểu phải được 10 phân đến 15 phân trở lên để đảm bảo cái mùa xuân nó ẩm ướt thì nó sẽ không bị lồm và nó không bị ướt át. Nếu mà để lồm ướt át quá, con rúi nó sẽ bị sinh bệnh nhiều và chúng ta sẽ rất chi là mệt mỏi với những cái vấn đề phải phòng chống bệnh rồi là vệ sinh chuồng trại. Đấy là những cái lời khuyên của tôi. Đây, cái chuồng của tôi thì tôi phải làm cách lên là 15 phân và cái đáy của nó là chúng tôi để làm rỗng. Và trong cái đáy ấy, khi mình xây chuồng ấy thì chỗ nào rỗng thì chúng ta sẽ cho thêm một lớp bột vôi mỏng vào để chúng ta chống những cái con vi khuẩn vi rồi là kiến rồi là dán rồi là đại đà là những cái con vi khuẩn nó nằm ở cái dưới lớp chuồng đó để nó không phát tán lên cái chuồng rúi của mình để đảm bảo vệ sinh cho con rúi của mình nó tốt hơn. Trên đây là một số thông tin chú Bình chia sẻ cho bà con để bà con có cái nhìn chân thực nhất về nghề nuôi rúi má đào Thái Lan cũng như áp dụng các kinh nghiệm vào thực tế. Nếu quý bà con quan tâm đến loài vật nuôi này thì hãy đến các cơ sở chăn nuôi sau đây của chú Bình để tham quan và hỏi kinh nghiệm chăn nuôi nhiều hơn. Cơ sở 1 ở xóm 2 xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cơ sở 2 ở xóm Bình Long, xã Vô Chanh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Cơ sở 3 ở thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông, huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk. Nông Lâm.net xin kính chúc bà con thành công.